má nè. Không chết. Rồi đi cao á là lậu má mày chán trời á, hiểu chưa? Nghe không? Mày nghe không? Tao đi là tao đích đời giúp người, hiểu chưa? Tôi là anh này, thứ nhất mày có đi với tao không? Thứ nhất anh ra đường không đeo khẩu trang. Thứ hai anh không chấp hành quy định của xe. Đeo khẩu trang tao đéo sợ chết, mày đeo khẩu trang cái gì? Mẹ mày tao là làm gì của trời vậy, hiểu không? Kẻ dọa giết lực lượng trực chốt ở Bình Dương có liên quan đến ma túy, cho vay nặng lãi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Lâm Đình Bảo, 31 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một về hành vi chống người thi hành công vụ và Lê Văn Tuấn, 36 tuổi, ngụ phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 27 tháng 8, sau khi lái ô tô biển số 61A-62400 thông chốt kiểm soát dịch tại đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, bất thành, Lâm Đình Bảo không đeo khẩu trang và xuống xe chửi bới, dọa giết lực lượng trực chốt. Sau đó, Bảo bị khống chế đưa về trụ sở công an phường Phú Lợi. Tại cơ quan công an, Bảo khai nhận vừa sử dụng ma túy đá và điều khiển xe ô tô đi công việc cá nhân. Khi đến chốt kiểm soát thì lấy lý do đi làm từ thiện để xin qua chốt nhưng bị lực lượng kiểm soát phát hiện, lập biên bản, khám xét khẩn cấp nơi ở của Lâm Đình Bảo tại khu phố 5, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi của đối tượng. Trong lúc Bảo đang bị công an mời làm việc thì đối tượng Lê Văn Tuấn có quen biết với Bảo, lén lút lái ô tô của Bảo đi giấu tại một bãi đất trống ở khu phố 5, phường Phú Lợi. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, công an thành phố Thủ Dầu Một tổ chức truy tìm, thu giữ phương tiện và đưa đối tượng Lê Văn Tuấn về trụ sở làm việc. Vụ việc đang được công an thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nó là cản em. Em nói vậy anh đi làm về với em luôn đi. Anh sợ bị khu quy, anh không dám đi. Còn bản thân em không sợ chết. Em lên những cháu trẻ mồ côi giác nghĩa. Em vô đầu cho hòa tao. Mày làm cái tình tiết mà nó hầm mà giết hết á. Giết cả nhà. Em làm có gì đâu mà sai. Em sống với biết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé.